Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại địa bàn tỉnh ta. Việc tuân thủ theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế là cần thiết và vaccine phòng COVID-19 là một trong những biện pháp để đẩy lùi dịch bệnh hữu hiệu. Những nội dung này sẽ có trong phần sổ tay học và phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện cuối chương trình hôm nay sẽ là những cảnh báo mắc bệnh khi lạm dụng điều hòa đối với trẻ em trong thời tiết nắng nóng này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Yoga đã được y học cũng như nhiều bác sĩ công nhận là tốt cho những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cũng như là các bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người hoang mang và lo lắng về công dụng thực sự của yoga. Có không ít bệnh nhân cảm thấy đau đớn hơn khi tập luyện yoga, đó là do họ chưa thực hiện đúng cách. Sau đây sẽ là một vài lưu ý đối với người bị thoát vị đĩa đệm khi tập yoga tại nhà qua hướng dẫn của huấn luyện viên yoga Nguyễn Thị Hiền. Với yoga cho người bị những bệnh về xương khớp thì khi chúng ta tập, chúng ta nên cần lưu ý những cái tư thế. Ví dụ với những người mà bị thoát vị đĩa đệm thì trong quá trình tập ta cũng có những bài cần phải lưu ý riêng. Và những người bị bệnh về khớp gối, trong quá trình tập luyện thì chúng ta cũng không nên được tập quá sức, tùy theo từng thể trạng và theo những cái cấu trúc cơ thể của riêng mình. Trong quá trình tập luyện thì chúng ta nên cảm nhận cơ thể. Và trước tiên là tôi xin hướng dẫn về bài tập của những người mà bị thoát vị đĩa đệm. Bắt đầu ở tư thế nằm sấp, hai chân của các bạn ép sát vào nhau. Đối với những người bị vấn đề về lưng và đầu gối, các bạn hãy để hai chân của mình có khoảng cách bằng hông là được. Hai tay đặt sát hai bên ngực của mình, hít vào thật sâu. Các bạn từ từ nâng cao lồng ngực của mình lên, kéo căng cổ hướng mắt nhìn lên trên. Hai khuỷu tay của các bạn trùng nhẹ lại, giữ trong 10 nhịp đếm. Thở ra từ từ, hạ ngực, cằm và trán của mình xuống thẳng. Hai tay xuôi theo thân người, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Với động tác này thì bạn hãy thực hiện từ 2 đến 3 lần tư thế em bé, áp sát mông xuống hai gót chân, vươn dài cột sống, hạ trán của mình xuống thẳng. Sau đó nâng người lên, nhấn các đầu ngón chân xuống sàn, hóp nhẹ cơ bụng trong, nâng gối lên, lùi vai ra sau, đẩy hông cao lên trời, duỗi dài cột sống, mắt nhìn về các ngón chân. Từ từ duỗi thẳng gối và đặt gót chân chạm sàn, rồi từ từ trùng đầu gối lại, hạ đầu gối xuống thảm, kéo người về tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Mọi người đều lưu ý nè, cái đầu gối và cái cổ chân nó phải thẳng hàng, vuông góc với cả mặt sàn, và cái đầu gối của chúng ta này không được xoay vào phía bên trong, mà ta xoay cái cổ gối ra phía bên ngoài một chút để làm sao cho cái đầu gối này nó thẳng hàng với cả cái ngón chân thứ hai, và cái nhóm cơ đùi trong được kích hoạt thì cái khớp gối của chúng ta được bảo vệ. Với những trường hợp mà đầu gối phải chạm xuống mặt sàn, với những cái tư thế quỳ đầu gối chạm xuống mặt sàn, thì chúng ta nên cần một cái bao bảo vệ khớp gối, hoặc nếu không có bao bảo vệ khớp gối thì ta nên dùng một cái khăn bông. Nó dùng ra như thế này nó tạo một cái áp lực cho khớp gối với những cái tư thế mà quỳ. Và trong quá trình tập thì chúng ta cần phải lưu ý là tập luyện thì theo cái cảm nhận của cơ thể và tập theo cái sức của mình, không nên tập quá sức và không nên là cạnh tranh với những người bên cạnh, bởi vì yoga là nó phù hợp theo từng cái cấu trúc và thể lực của cơ thể của mỗi người. Tôi cũng xin lưu ý thêm đó là với chúng ta thì thường nghĩ là ăn thật nhiều hoa quả thì rất là tốt, nhưng trong hoa quả thì nó có nhiều đường fructo, mà cái đường fructo này thì nó lại không tốt cho gan, vì vậy mà cái lượng vitamin đưa vào trong cơ thể nó cũng phù hợp với cả mỗi chúng ta, chứ cũng không nên ăn nhiều quá. Giữa vận động và dinh dưỡng thì nó cần phải được cân bằng với nhau. Cũng như tất cả các loại vaccine đã sử dụng, vaccine phòng COVID-19 khi được tiêm vào cơ thể có thể xảy ra những phản ứng không mong muốn. Do vậy, ngoài việc các cơ sở tiêm chủng thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ, đảm bảo sẵn sàng phương tiện phòng chống sốc và xử lý kịp thời,
thì người được tiêm cần lưu ý một số nội dung quan trọng qua sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên ngay sau đây. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là hiện tại Việt Nam thì đang sử dụng cái loại vaccine gì để phòng COVID-19 và đặc điểm của loại vaccine này như thế nào? Hiện nay chúng ta đang trải qua đại dịch của bệnh COVID-19, cả thế giới nói chung và Việt Nam riêng. Thì muốn đẩy lùi đại dịch này, chúng ta phải ngoài cái thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế, chúng ta kết hợp vaccine. Hiện tại bệnh dịch này đã có vaccine phòng bệnh. Trên thế giới đang có rất nhiều loại vaccine như của Anh, của Mỹ, của Trung Quốc, của Cuba, của Ấn Độ, rồi của Nga. Thì hiện tại chúng ta đang tiêm vaccine cho Việt Nam là vaccine AstraZeneca. Thì đặc điểm vaccine này thì là vaccine này nó là vaccine công nghệ gen tiêm cho chúng ta để tạo miễn dịch phòng được bệnh COVID-19. Và vaccine này cũng giống như vaccine khác đều không phải an toàn 100%, đều có tác dụng phụ không mong muốn từ nhẹ đến nặng. Thế là và chúng ta xử lý kịp thời thì cũng không để lại những hậu quả đáng tiếc gì. Với loại vaccine này thì sẽ gây ra những phản ứng phụ như thế nào và cách xử trí các cái phản ứng này như thế nào thưa bác sĩ? Vaccine AstraZeneca là vaccine nó có những phản ứng phụ từ nhẹ đến nặng. Phản ứng có thể tại chỗ, có đau, ngứa, sưng, nổi cục, chai tại chỗ và toàn thân thì có thể sốt cao từ nhẹ 37 độ 5 đến sốt 38 độ 5, thậm chí 39 độ và đau đầu, rồi mệt mỏi, rồi hội chứng như giả cúm, đau người và buồn nôn, có khớp thì sưng đau, nặng nữa thì có thể là một cái sốc phản vệ và một số tỷ lệ cực hiếm trên thế giới được ghi nhận thì nó có thể là huyết khối đông các mạch máu. Và xử lý tác dụng phụ này thì thứ nhất đối với trường hợp mà sốt thì nếu mà sốt nhẹ khoảng 37 độ 5 đến 38 độ 5 thì chúng ta chỉ cần xử lý là chúng ta sẽ uống nước hoa quả, chườm nước ấm ở cổ, lách ở người thì và nằm trong phòng thoáng mát thì nhiệt độ sẽ hạ dần. Nếu trường hợp mà sốt cao 38, 39 độ trở lên mà chúng ta chỉ những tác dụng phụ này nó chỉ kéo dài trong 1-2 ngày là hết. Cho nên nếu mà kéo dài quá 3 ngày thì chúng ta buộc phải thông báo mời chúng ta buộc đến cơ sở y tế để các bộ y tế chỉ định điều trị chứ chúng ta không tự điều trị ở nhà. Thứ hai là đối với trường hợp mà sưng đau rồi chai chạy tại chỗ thường nó diễn biến trong vòng 2-3 ngày là hết. Còn chai và đau tại chỗ thì đến 1 tuần là hết, chứ ít khi qua 1 tuần. Xin bác sĩ cho biết một vài cái lưu ý đối với người dân cũng như là thầy thuốc khi mà tiêm cái vaccine này. Đối với người dân, thứ nhất là trước khi đến tiêm là phải khai báo trung thực tình trạng bệnh, không được giấu bệnh. Ví dụ khai báo bệnh mãn tính, đặc biệt là tiền sử dị ứng với lại thuốc, mỹ phẩm mà sau đó đến thức ăn và những cơn sốc phản vệ hoặc những thuốc phản vệ đã bị trước đó. Và với thuốc thì lưu ý là đặc biệt khai thác kỹ tiền sử dị ứng. Nếu mà khách người tiến tiêm mà đã dị ứng mỹ phẩm hoặc thuốc thì tuyệt đối phải lưu ý tiêm với vaccine này, bởi vì trong cái vaccine AstraZeneca nó có chất bảo quản khoảng hay chất ổn định vaccine là chất P80, thì cái chất này nó cấu tạo một phần gần giống với chất PEG có trong mỹ phẩm, xà bông tắm hoặc sơ phẩm. Thì nếu dị ứng với chất trong xà bông tắm thì cũng dị ứng với lại chất trong cái vaccine AstraZeneca này, cho nên nó sẽ rất sốt vệ. Và những trường hợp là dị ứng thức ăn, đặc biệt thủy sản nặng thì cũng là cảnh báo dễ bị sốt vệ. Còn hiện tại chưa số liệu thống kê về nghiên cứu tiêm cho những người dưới 18 tuổi, cho nên đợt vaccine này chỉ tiêm từ 18 tuổi đến 65 tuổi. Thời tiết mùa hè thường nắng nóng, oi bức, ngột ngạt, dễ gây nên tình trạng cảm nắng, mất nước ở trẻ nhỏ. Nhiều người vì muốn tránh nóng cho con nên đã chọn cách cho con ngồi trong phòng điều hòa và đóng kín cửa cả ngày. Đây là sai lầm của các bậc phụ huynh khiến cho trẻ dễ bị cảm lạnh, viêm họng, thậm chí là sốc nhiệt vào mùa hè. Sau đây sẽ là câu chuyện y tế sinh bệnh vì dùng điều hòa không đúng cách. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, thành phố Hưng Yên, những ngày nắng nóng cuối tháng 6 năm 2021. Cháu như tôi là sốt cao nên là tôi đưa sang đây. Hầu hết đi thời gian của cháu ở nhà ấy, đợt này thì đi sẽ cho cháu ở trong điều hòa hết. Do thời tiết mùa hè nắng nóng nên hầu hết thời gian trong ngày của bệnh nhi Nguyễn Nhân Trung, 31 tháng tuổi ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là ở trong phòng điều hòa.
Việc lạm dụng điều hòa khiến nhiệt độ phòng và nhiệt độ ngoài trời có sự chênh lệch khá nhiều, khiến bé bị mắc bệnh viêm đường hô hấp trên. Không chỉ riêng các trẻ nhỏ mà ở các bé lớn hơn, việc sử dụng điều hòa sai cách cũng khiến các bé dễ mắc bệnh về đường hô hấp, như trường hợp của bệnh nhân Yến Linh, 12 tuổi ở thành phố Hưng Yên. Em của mình ở nhà thì có biểu hiện ho với cả sổ mũi ạ. Gia đình sử dụng điều hòa ở thời gian buổi tối ạ. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, thành phố Hưng Yên trong thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh có nguyên nhân từ việc sử dụng điều hòa sai cách chiếm khá nhiều. Vào những ngày hè này, thông thường những cái bệnh về hô hấp mà do sử dụng điều hòa thì tương đối là nhiều. Đặc biệt những cái trẻ đến đây với những biểu hiện ví dụ như là sốt này, những biểu hiện về đau họng, về ho, hắt hơi, sổ mũi thì tương đối nhiều. Và đặc biệt tôi đã gặp những cái trường hợp trẻ 14-15 tuổi đến đấy khám với lý do là bị méo miệng, nói khó bởi vì gió lạnh đột ngột khi mà bé ở bên ngoài môi trường rất là nóng, 38-39 độ thì là vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp 25-26 độ và xảy ra tình trạng như thế này. Phòng sử dụng điều hòa tuy mát mẻ nhưng thật ra khá kín, không khí trong phòng sẽ không được thông thoáng như ngoài trời. Nếu các bậc phụ huynh không vệ sinh, lau dọn thường xuyên, vẫn có thể xảy ra nấm mốc, gây dị ứng da và hô hấp. Ngoài ra, không nên để trẻ ở chung một phòng điều hòa kín với người bị bệnh truyền nhiễm như cảm cúm vì nguy cơ lây bệnh cũng rất cao. Đối với người cao tuổi và người vừa sử dụng rượu bia cũng nên chú ý khi sử dụng thiết bị làm mát này, tránh để nhiệt độ quá thấp sẽ dẫn đến cảm lạnh hoặc đột quỵ. Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, để đẩy lùi dịch bệnh rất cần sự đồng lòng chung sức của toàn thể nhân dân. Trong đó, việc thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế là yếu tố then chốt để chúng ta chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thông điệp 5K sẽ thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị khán giả mạnh khỏe, bình an trước đại dịch COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.